cho biết. Bệnh cho chạy 12 lần, bây giờ 12 lần thì 5. Thật sự cũng đang thay đổi thông số, mà thông số thì nó phụ thuộc vào nhau, sẽ giảm cùng nhau với các con được xếp. Hai thằng nhóc con chạy xe tông vô đi xe này. Bảo chung, các phương thức xét tuyển năm nay có tác động rất nhiều đến thí sinh và các trường. Tiến sĩ Lê Đình Nam, Phó trưởng phòng tuyển sinh trường Đại học Bách khoa Hà Nội cho rằng hiệu quả của việc đổi mới xét tuyển năm nay là thí sinh biết lượng sức khi đăng ký nên tỷ lệ ảo đăng ký sẽ giảm. Còn năm nay là sau khi chạy ngày 15 tháng 9 rồi là mỗi bạn sẽ vào một sọ. Theo phương thức nào thì theo phương thức vào một sọ thôi. Và như vậy là gọi là giảm ảo một cách tối đa, và cái đấy là một cái mà mình nghĩ là bộ đã hướng đến cho các bạn là thí sinh rất nhiều rồi. Hiện như cái khó khăn thì là về các trường thôi. Có thể một số trường năm nay sẽ xét tuyển tuyển sinh đợt 1 không đủ. Người ta sẽ phải làm thêm một đợt 2, đợt 3. Nó tùy vào tình hình thực tế. Mặc dù việc lọc ảo chung tạo thuận lợi cho thí sinh, song đại diện tuyển sinh một số trường đại học cho rằng các trường sẽ vất vả hơn. Không đưa ra dự báo điểm chuẩn, nhưng ông Lê Văn Quang, thường trực ban truyền thông Học viện Ngân hàng cho biết điểm chuẩn phụ thuộc vào chỉ tiêu của từng ngành và số lượng thí sinh trúng tuyển theo các phương thức xét tuyển sớm. Theo mình thì năm nay do là xét tuyển 5 phương thức cùng trên phần mềm bộ, điểm thi nó sẽ dao động theo kết quả của 4 phương thức còn lại. Nếu 4 phương thức còn lại mà số lượng trúng tuyển mà thấp thì khả năng cái điểm mà trúng tuyển là biên độ sẽ cao. Chứ còn nếu như mà 4 phương thức còn lại mà chỉ tiêu mà gần đủ thì lúc đấy cái ngưỡng điểm trúng tuyển bằng kết quả thi nó sẽ lên rất là cao. Một số trường đại học bày tỏ lo lắng, rất khó đoán định tỷ lệ nhập học trên thực tế. Có nhiều em đã chọn đi du học, học cao đẳng nhưng vẫn đăng ký để dự phòng, trên thực tế sẽ không nhập học. Ông Hoàng Hải Hậu, Phó trưởng phòng quản lý đào tạo, Trường Đại học Lao động Xã hội cho biết, năm nay trường có 3 phương thức xét tuyển, ngoài tuyển thẳng thì chỉ tiêu xét học bạ và chỉ tiêu xét tuyển theo điểm thi là 50-50. Tất cả các phương thức được đưa vào một thời điểm nào cả. Như vậy thì ngày xưa là trường chỉ sử dụng phương thức là tính về lọc ảo qua thi học thông, thì ngày nay sẽ phải sử dụng cả cái phương thức học bạ nữa mà. Với cả hai cái đấy đưa ra để ra điểm chuẩn để phán đoán là khó về mặt thí sinh là lợi. Trong khi đó, nhiều ý kiến cho rằng nguồn tuyển bổ sung năm nay không có nhiều do số thí sinh đăng ký xét tuyển đại học chỉ khoảng 625.000 trong khi có hơn 550.000 chỉ tiêu. Sau quy trình lọc ảo thì điểm chuẩn đại học năm 2022 sẽ được công bố tới thí sinh, và theo kế hoạch đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố thì trước 17 giờ ngày 17 tháng 9, các cơ sở đào tạo công bố điểm chuẩn trúng tuyển và kết quả xét tuyển năm 2022. Trước 17 giờ ngày 30 tháng 9, tất cả thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1 trên hệ thống. Đại diện các trường đại học cho biết điểm chuẩn dự kiến sẽ được công bố trong 3 ngày 15, 16 và 17 tháng 9. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thu Thủy, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết. Nguyên tắc của lọc ảo, hệ thống hỗ trợ xét tuyển chung của Bộ không xét tuyển thay cho các trường. Các trường sẽ tải dữ liệu về và xét tuyển dựa trên số lượng chỉ tiêu của mình, điểm chuẩn mà nhà trường xác định để có thể tuyển sinh được cái số lượng chỉ tiêu như đã dự kiến. Hệ thống của Bộ sẽ hỗ trợ để sắp xếp thứ tự nguyện vọng ưu tiên của thí sinh từ 1 đến hết để sao cho thí sinh sẽ đỗ vào nguyện vọng cao nhất, tốt nhất mà các em đã ưu tiên xếp lên ở những vị trí đầu tiên. Có nghĩa là các em sẽ chỉ trúng tuyển vào một nguyện vọng duy nhất và cao nhất so với cái năng lực của mình. Điều này giúp cho các trường giảm được cái số lượng thí sinh ảo, và các em cũng có nhiều cái cơ hội rộng mở hơn trong việc ứng tuyển. Chương trình giáo dục và đào tạo 6:30 và 16:05 thứ 3, thứ 5 và thứ 7 trên sóng VOV2. Góc nhìn đa chiều về các sự kiện giáo dục nóng trong tuần. Thưa quý vị và các bạn, năm học 2022-2023, huyện Mèo Vạc tỉnh Hà Giang có 2.609 học sinh với 76 lớp 3. Tuy nhiên, toàn huyện chỉ có 25 giáo viên dạy tiếng Anh, trong đó duy nhất một giáo viên tiếng Anh cấp tiểu học. Trong khi đó, thì số lượng giáo viên tiếng Anh ở cấp trung học cơ sở cũng chưa đáp ứng yêu cầu. Vì vậy, huyện Mèo Vạc đã đề nghị giáo viên trường Marie Curie Hà Nội hỗ trợ dạy tiếng Anh cho học sinh trên toàn huyện. Phản ánh của phóng viên chương trình. Trước tình trạng thiếu giáo viên tiếng Anh cho triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới lớp 3, huyện Mèo Vạc lên kế hoạch bố trí giáo viên dạy trực tuyến đến tất cả 76 điểm cầu cùng một thời điểm. Tuy nhiên, phương án này bộc lộ nhiều hạn chế.
Do vậy, huyện đã đề nghị trường Mediquiri Hà Nội hỗ trợ dạy tiếng Anh cho học sinh lớp 3 trên toàn huyện. Ông Bùi Văn Thư, trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang cho biết. Xây dựng phương án là sẽ dạy học trực tuyến kết hợp với lại trực tiếp. Thì bây giờ là mỗi một lớp ấy thì sẽ có 4 tiết trên một tuần. Thì 3 tiết sẽ dạy trực tuyến do các thầy cô ở trường Mediquiri hỗ trợ. Còn một tiết còn lại thì sẽ do thầy cô của trường huyện mình sẽ thực hiện. Ông Thư cho biết thêm, để thực hiện kế hoạch dạy trực tuyến cho học sinh lớp 3, mỗi trường bố trí từ 1 đến 2 phòng học để học sinh có thể học trực tuyến. Mỗi một trường ấy có từ 1 đến 2 phòng bố trí cho các con học trực tuyến. Thì trong mỗi một cái phòng đấy thì sẽ có một cái TV này, có một cái máy tính này, có cam, có mic, có loa để kết nối và tương tác được. Đầu ở dưới Hà Nội thì sẽ có thể khu lên lớp, còn lại là ở dưới kia này thì mình sẽ có các cô giáo chủ nhiệm hoặc là giáo viên của cô sẽ quản lý các con. Thầy Nguyễn Xuân Khang, hiệu trưởng trường Mediquiri cho biết, sau khi nhận được đề nghị của huyện Mèo Vạc, bộ môn tiếng Anh của trường Mediquiri sẵn sàng tham gia. Tuy nhiên, bài toán bất khả thi là làm thời khóa biểu. Do đó, nhà trường quyết định tuyển dụng 20 giáo viên tiếng Anh chuyên trách để dạy cho học sinh Mèo Vạc. Ngay cái năm đầu tiên này, sẽ tuyển mới giáo viên chuyên trách cho việc dạy Mèo Vạc. Các con sẽ được làm thời khóa biểu để được học giờ chính khóa. Tức là lương của 20 giáo viên này trong một năm học tới ấy, là do trường Mediquiri đảm đương. Ngày 9 tháng 9, trường Mediquiri tiến hành dạy thử. Ngày hôm qua, nhà trường đã chính thức triển khai việc dạy trực tuyến tiếng Anh cho học sinh lớp 3 của huyện Mèo Vạc. Chương trình giáo dục và đào tạo hôm nay đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau. Xin kính chào quý vị thính giả thân yêu của Hành Trang Trẻ. Chưa bao giờ nhu cầu bộc lộ bản thân lại bùng nổ mạnh mẽ như hiện nay, xuất phát từ sự xuất hiện của lần lượt nhiều mạng xã hội khác nhau, có thể kể đến như là Facebook, Instagram, TikTok, trở thành không gian vui chơi, giải trí và cả thể hiện mình. Nhưng đã có trường hợp mà những người trẻ vì sự nổi tiếng trên mạng xã hội đã bất chấp cả an toàn của cá nhân và cộng đồng. Xin cùng Hành Trang Trẻ điểm lại một vài việc trong số đó. Hồi đầu tháng 5 vừa qua, một thanh niên ở Hà Đông đăng thông tin sai sự thật về lực lượng chức năng trên địa bàn quận Hà Đông với mục đích câu like quảng cáo bán hàng, đã bị mời lên công an quận Hà Đông và nhận mức xử phạt 7,5 triệu đồng. Ngày 12 tháng 7 năm 2022, một cô gái tung tăng đi lại, tạo dáng gần máy bay đang di chuyển vào sân đỗ ở sân bay Phú Quốc để quay clip đăng tải lên TikTok, khiến nhiều người bất bình. Và cô gái đã bị cấm bay 6 tháng bởi hành vi mất an toàn cho bản thân cũng như an ninh sân bay. Cùng thời gian này, clip ngồi trên băng chuyển hàng ở sân bay của một cô gái đang trên TikTok cũng được Cục Hàng không kiểm tra và xử lý theo quy định. Trung tuần tháng 7 năm nay, nam thanh niên ở huyện Đức Trọng, Lâm Đồng bị xử phạt vì đăng nội dung xúc phạm lực lượng phòng cháy chữa cháy lên trang TikTok mang tên HH. Tại cơ quan công an, thanh niên này thừa nhận bịa đặt để câu like, câu view. Và câu chuyện người trẻ nổi tiếng bất chấp đã được các chuyên gia tâm lý, chuyên gia giáo dục nhìn nhận trên nhiều góc độ, phương diện khác nhau. Tuy nhiên, từ góc độ của chính người trẻ sẽ thế nào, giới hạn nào cho sự thể hiện mình trên mạng xã hội? Đây là nội dung mà Trang Trẻ hôm nay với sự tham gia của khách mời đặc biệt Hoàng Long, tác giả sách được giới trẻ yêu thích và cũng đương là một người trẻ. Và trước tiên xin chào và cảm ơn Hoàng Long đã nhận lời trở lại với chương trình. Em chào anh Dương và các thính giả đang nghe đài. Hoàng Long thân mến, trở thành người viết ở độ tuổi rất trẻ lại viết những điều được người trẻ thích, và rồi có một lượng độc giả lớn theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội sẵn sàng thả tim, comment những cái lời ngọt ngào có cánh. Mình cảm giác phải nói là rất tuyệt, đúng không chàng trai áo trái? Đúng, được có cả chị Dương. Ban đầu em lập cái blog với mục đích rèn luyện cái khả năng viết của mình cũng như là bày tỏ cảm xúc của mình. Tuy nhiên thì càng viết nhiều thì em càng nhận được nhiều tương tác từ mọi người, thì điều này thì của em cũng khá là thích thú. Tức là khi mà mình đọc được cái bình luận chia sẻ cảm xúc của bạn một cách rất là chân thành, cũng như là biết rằng là cái bài viết của mình cũng hỗ trợ truyền cảm hứng với các bạn thì đúng là rất là tuyệt. Em thì cũng khá là ngọt nên là những cái lời có cánh, những cái bình luận chân thành ấy, thì tất nhiên tất cả đều
chia sẻ thật sự cái cảm giác tôi tạm gọi là gây nghiện của đám đông, dù đám đông là ảo, cho cái việc tôn vinh, nâng cao mình lên và cũng trong thế giới ảo. Trên các nền tảng mạng xã hội không? Đem câu hỏi này đặt ra với các bạn trẻ thì phóng viên VOV2 đã nhận được những cái ý kiến thú vị. Xin chuyển tới khách mời cùng quý vị thính giả. Em dùng Facebook, TikTok, Instagram, gần như là bất cứ cái gì ở xã hội này mình đều có thể biết ạ. Có người thích thông tin mà em chia sẻ ạ. Cái tần suất em đăng lên càng nhiều hơn, cảm thấy là mọi người biết đến mình nhiều hơn, cảm thấy thích ạ. Cũng là một người vẽ tranh. Nếu mà em đăng tranh của em lên thì em được nhiều người biết đến thì em thấy rất là vui. Cái mạng xã hội nó làm em cảm thấy gần mọi người hơn. Việc mà những bài đăng của mình được biết đến rộng rãi hơn, tương tác và chia sẻ sẽ khiến mình trở nên tự tin hơn và từ đấy thì cũng tạo cho mình những cơ hội mới. Khi đăng ảnh lên mạng xã hội có nhiều lượt like, share thì mình cảm thấy tự tin hơn bởi vì mình cảm thấy có nhiều người đồng cảm. Và từ đầu đến giờ thì chúng ta bàn câu chuyện vì sao mạng xã hội có sức hấp dẫn và khiến người ta sẵn sàng làm nhiều thứ để được nổi tiếng, là từ vô danh bỗng trở thành ngôi sao, hay là nói theo cách thông thường là từ zero trở thành hero, và ranh giới giữa đúng sai, giữa quy phạm và phạm luật lại cực kỳ mong manh, có đúng không? Mọi người nhìn thấy đó không sợ? Nhìn thấy chị. Bởi vì cái sức hấp dẫn từ sự nổi tiếng thì đôi khi sẽ làm cho người ta quên đi cái việc là mình phải tạo ra cái giá trị cho cộng đồng. Thì sự nổi tiếng thì đúng là không dễ có thể có được. Thì là một người làm nội dung thì em cũng thấy rõ điều này thông qua quá trình mà em phát triển cái blog và viết sách. Thì đúng là đôi khi cái áp lực của một người nổi tiếng thì phải tạo ra những cái nội dung nó khác biệt và đặc sắc, mà đôi khi nó cũng phụ thuộc vào rất nhiều vào cái cơ chế hoạt động của mạng xã hội nữa. Nên đâu đó thì nếu mà không có kiểm soát được bản thân mình thì đôi khi mình sẽ bất chấp đánh đổi cái giá trị đáng nhẽ mà mình theo đuổi để chạy theo những cái giá trị mà xã hội không công nhận. Và ngay chính bản thân của họ, họ cũng chưa có trách nhiệm với chính mình, cơ thể của mình, tinh thần hay là cái hình tượng của mình trước người khác. Thì sự nổi tiếng thì có thể là những cái thứ mình có thể theo đuổi để thỏa mãn cái nhu cầu thể hiện cái cá tính của mình, nhưng mà cái lựa chọn đường đi, những cái cách làm như thế nào để phù hợp thì không phải ai cũng có thể làm được. Vậy có những điều gì theo Hoàng Long là điểm mấu chốt để giữ cho mỗi người trong cộng đồng an toàn trong câu chuyện liên quan đến các mạng xã hội như là Facebook, Instagram hay là TikTok? Thế việc mà xác định được đúng hay sai và thời điểm này hay vào thời điểm khác thì nó có thay đổi như thế nào thì nó cũng rất là nhạy cảm và mong manh. Như em thì em cũng không thể nói trước được những cái hành động của em trong tương lai. Thế nhưng mà có một điều mà em có thể nghĩ rằng là mình có thể là tạm kiểm soát được, đấy là mình phải xây dựng cho mình những cái nguyên tắc riêng thuộc về cái phạm vi giá trị cộng đồng riêng của mình. Tất nhiên thì những cái giá trị ấy thì cũng phải gắn liền với cái giá trị ý nghĩa cộng đồng. Khi mà mình tuân thủ cái nguyên tắc riêng thì mình cũng có thể là tạm tránh được những cái hành động mang tính là phong trào hay là xu hướng một cách bất chấp. Nhưng mà cái nhu cầu bộc lộ bản thân, thể hiện cá tính và khẳng định mình trên trang cá nhân vẫn là nhu cầu có thực. Làm thế nào để những thứ chúng ta đưa lên trang cá nhân trở nên hấp dẫn, thu hút mà không vi phạm pháp luật, không gây mất an toàn cho mọi người? Em nghĩ thì mỗi người thì nên hiểu rõ bản thân mình, tức là mình vẫn phải chắc chắn về cái điều mà mình muốn và có chính kiến trong suy nghĩ và hành động để mình không bị tác động bởi những cái ảnh hưởng của người khác.
viết bạn nhận được sự quan tâm, ủng hộ từ độc giả trên mạng một cách chinh phục và tìm kiếm độc giả, nhất là độc giả trẻ đầy lý thú Hoàng Long nhỉ? Cảm thấy tự tin hơn trong cuộc sống.
Thật rất là vui và hạnh phúc vì được tham gia phá cỗ cùng các bạn xem múa lân và được đón Tết Trung Thu. Cháu mong muốn tất cả các bạn kém may mắn như cháu đều được nhận sự quan tâm của xã hội, được đón Tết Trung Thu vui vẻ và ý nghĩa. Tham gia chương trình, nhiều em nhỏ khiếm thị đã thể hiện năng khiếu văn nghệ của mình, từ đó lan tỏa sự tích cực, lạc quan đến mọi người. Tự tin với phần trình diễn đàn tranh, em Nguyễn Minh Anh mong muốn truyền tải đến những người khiếm thị, người khuyết tật thông điệp tích cực. Thông điệp tích cực của con là dù ta trong hoàn cảnh nào, dù ta có hẳn khó khăn đến đâu, hãy sống là chính mình, chính bản thân mình vươn lên để viết nên một câu chuyện của cuộc đời mình. Không chỉ đem đến niềm vui cho trẻ bằng các tiết mục văn nghệ, các trò chơi dân gian hấp dẫn phù hợp với lứa tuổi. Dịp này, Hội Người Mù quận Hoàn Kiếm còn trao tặng nhiều phần quà có ý nghĩa để động viên, khuyến khích các em nỗ lực hơn trong học tập và vững bước trên con đường tương lai. Em Vũ Minh Anh hào hứng khoe. Em rất là vui khi có cô chú, các bác đến để tổ chức đêm hội trang giảng cho bọn em. Chúng em sẽ cố gắng để học tập tốt, cùng thầy cô và các cô các chú. Tết Trung Thu là dịp để mỗi gia đình quây quần bên nhau, cùng phá cỗ, ngắm trăng, cảm nhận không khí của đêm rằm, và cũng là dịp để các em nhỏ được người lớn dành cho những tình cảm yêu thương nhất. Đây cũng là lý do mà Hội Người Mù quận Hoàn Kiếm đặt tên cho chương trình là Ánh Trăng Yêu Thương. Anh Lý Hoàng Văn, Chủ tịch Hội Người Mù quận Hoàn Kiếm cho biết. Mặc dù là chúng ta đã vừa qua cái giai đoạn rất là khó khăn của đại dịch Covid, nhưng mà ban tổ chức vẫn mong muốn là tổ chức một cái hoạt động để cho các con có cơ hội được giao lưu với nhau này, được cùng nhau đón một cái Trung Thu và được cảm nhận cái tình cảm của các tổ chức cá nhân dành cho các con, cũng như là muốn tạo một cái động lực để cho các con có một cái năm học mới thật nhiều cái hy vọng hơn nữa. Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng chương trình Ánh Trăng Yêu Thương đã góp phần làm Tết Trung Thu của các em khiếm thị và các em là con của hội viên Hội Người Mù quận Hoàn Kiếm thêm trọn vẹn, đầm ấm. Có được chế độ khám thai không? Theo quy định tại khoản 1 điều 32 luật bảo hiểm xã hội năm 2014 có quy định lao động nữ đang đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong thời gian mang thai được nghỉ việc để đi khám thai 5 lần mỗi lần một ngày. Trường hợp mà ở xa cơ sở khám chữa bệnh hoặc là người mang thai có bệnh lý hoặc là thai không bình thường thì được nghỉ việc 2 ngày cho mỗi lần đi khám thai. Thời gian nghỉ việc để đi khám thai tính theo cái ngày làm việc, không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, nghỉ hàng tuần. Như vậy, lao động nữ thì chỉ cần đang tham gia bảo hiểm bắt buộc là được hưởng chế độ khám thai mà không phụ thuộc vào cái thời gian tham gia bảo hiểm xã hội. Do vậy, đồng chí Linh được nghỉ việc để đi khám thai và được hưởng cái chế độ thai sản theo quy định của luật bảo hiểm xã hội. Đồng chí Nguyễn Thị Tính, lao động hợp đồng thuộc một đơn vị ở thành phố Hồ Chí Minh có câu hỏi gửi về chương trình như sau. Tháng 8 năm 2021 tôi vào làm hợp đồng và tham gia đóng bảo hiểm xã hội tại đơn vị. Tháng 11 năm 2021 tôi nghỉ việc. Năm 2022 tôi tiếp tục làm việc và đóng bảo hiểm xã hội đến ngày 1 tháng 10 năm 2022 thì sẽ nghỉ sinh con. Vậy tôi có được hưởng chế độ thai sản khi sinh con không? Thời gian nghỉ sinh con có được tính là thời gian tham gia bảo hiểm xã hội hay không? Vâng, theo quy định tại khoản 2, điều 31 luật bảo hiểm xã hội có quy định điều kiện để lao động nữ hưởng chế độ thai sản khi sinh con là phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên trong vòng 12 tháng trước khi sinh con. Đồng thời, tại khoản 2, điều 39 luật bảo hiểm xã hội có quy định thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội. Người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng bảo hiểm xã hội. Như vậy, trong cái thời gian mà từ tháng 10 năm 2021 đến tháng 9
năm 2022, tức là 12 tháng trước khi sinh con ấy, đồng chí đã tham gia đóng bảo hiểm xã hội là 10 tháng. Đối với chiếu các cái thông tin thì đồng chí đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản khi sinh con. Bởi đó là những chiếc bánh mà các bạn đã tự tay mình làm ra, và hy vọng với những chiếc bánh nướng, bánh dẻo đặc biệt này sẽ góp thêm niềm vui vào mâm cỗ trung thu của các em nhỏ khiếm thị. Qua Tết Trung Thu, lực lượng quản lý thị trường cả nước đã tiêu hủy gần 100.000 chiếc bánh trung thu không rõ nguồn gốc. Thông tin sẽ có trong chuyên mục tuyên chiến với gian lận thương mại. Cánh cửa đàm phán phi hạt nhân hóa đang hẹp dần, nội dung sẽ được phân tích trong vấn đề quốc tế. Các số điện thoại của chương trình là 02439341040 và 02439349483 đang chờ sự tham gia của quý vị và các bạn. Trước khi đi vào nội dung chi tiết của chương trình, bây giờ thì chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những tin tức trong nước và quốc tế. Dự kiến tăng trưởng GDP của Việt Nam năm nay có thể đạt 7%. Đây là nhận định chung của đại diện các tổ chức quốc tế khi tham dự hội nghị về giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng và đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế diễn ra chiều qua dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Tại hội nghị, đại diện các tổ chức quốc tế đánh giá cao tính tự cường và tiềm năng phát triển của nền kinh tế Việt Nam, đồng thời cũng đưa ra nhiều quyết định quan trọng về các chính sách kinh tế xã hội đối với Việt Nam trong thời gian tới. Ông Andrea Coppola, kinh tế trưởng Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, khuyến nghị trong thời gian ngắn hạn phải sử dụng tốt và hiệu quả những gói hỗ trợ để tăng trưởng phục hồi, từ đó có thể hạn chế được tác động tiêu cực của việc tăng giá. Bộ Công an vừa chỉ đạo Cục Quản lý xuất nhập cảnh in thông tin nơi sinh và mục địa trú của hộ chiếu phổ thông do Bộ Công an cấp cho công dân Việt Nam kể từ ngày 15 tháng 9 tới. Bộ Công an cũng có công văn đề nghị các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài có chức năng cấp hộ chiếu Việt Nam cho công dân Việt Nam in thông tin nơi sinh của công dân vào phần địa trú của hộ chiếu. Các hạn chế xuất khẩu gạo của Ấn Độ đang đẩy nhiều doanh nghiệp nước ngoài sang Việt Nam, Thái Lan và Myanmar tìm nguồn thay thế. Vì thế giá gạo xuất khẩu Việt Nam tăng đều trong mấy ngày qua. Việc vận chuyển gạo đã tạm dừng tại các cảng của Ấn Độ và gần tấn không bị mắc kẹt do người mua từ chối trả thêm mức thuế xuất khẩu 20% mới của chính phủ Ấn Độ. Lý do của họ là trong hợp đồng không có điều khoản như vậy và việc trả thêm tiền trong một hợp đồng đã thỏa thuận xong là vô lý. Chiều tối qua, mưa lớn đổ xuống nhiều khu vực ở thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai khiến một số đường phố bị ngập. Trong đó đoạn quốc lộ 1 khoảng 300m qua khu vực công viên 30 tháng 4 bị ngập hơn nửa bánh xe. Các phương tiện di chuyển rất khó khăn. Đại diện quản lý tuyến đường trên quốc lộ 1
Xin chuyển sang phần tin thế giới. Hôm nay, Hội nghị Thượng đỉnh Thế giới về trí tuệ nhân tạo lần thứ 2 sẽ chính thức diễn ra tại Ả Rập Xê Út với sự tham dự của các chuyên gia đại diện cho 90 quốc gia. Phóng viên Tuấn Nguyễn, theo dõi khu vực Trung Đông, Châu Phi, đưa tin. Hội nghị Thượng đỉnh Thế giới về trí tuệ nhân tạo lần thứ 2 do Cơ quan Dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo của Ả Rập Xê Út tổ chức sẽ được khai mạc vào hôm nay, ngày 13 tháng 9 với khẩu hiệu Trí tuệ nhân tạo vì lợi ích của nhân loại. Hội nghị sẽ diễn ra trong 3 ngày tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế King Abdul Aziz ở thủ đô Riyadh, sẽ thu hút sự tham dự của hơn 10.000 nhà hoạch định chính sách, chuyên gia và những người quan tâm đến trí tuệ nhân tạo trên thế giới. Hội nghị có sự quy tụ của hơn 200 diễn giả đại diện cho 90 quốc gia trên thế giới để trình bày ý tưởng trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo thông qua hơn 100 phiên làm việc, hội thảo và thảo luận nhóm, đồng thời xem xét hơn 40 trường hợp ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong thực tế. Cơ quan quản lý sân bay Schiphol ở thủ đô Amsterdam của Hà Lan đã yêu cầu các hãng hàng không hủy toàn bộ các chuyến bay đã được sắp xếp lịch trình trong khoảng thời gian từ 16 giờ đến 23 giờ ngày hôm qua theo giờ địa phương do tình trạng thiếu nhân công. Yêu cầu được đưa ra trong bối cảnh sân bay Schiphol, một trong những sân bay đông đúc nhất của châu Âu, đang vận hành trong tình trạng khách hàng xếp thành hàng dài và nhiều hành khách bị lỡ chuyến khi thời gian chờ đợi làm thủ tục kéo dài do thiếu nhân viên ở bộ phận mặt đất. Từ tháng 4 đến nay, thì dịch vụ hàng không tại sân bay Schiphol liên tục bị gián đoạn do thiếu nhân sự ở các bộ phận mặt đất. Cảnh sát quốc gia Indonesia sẽ triển khai hơn 8.000 cảnh sát để đảm bảo an ninh cho hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 dự kiến diễn ra trong 2 ngày 15 và 16 tháng 11 tới tại Bali. Theo Aprianto, tư lệnh lực lượng đặc nhiệm bảo vệ hội nghị thượng đỉnh G20, 2.000 binh sĩ vừa nêu được chuẩn bị nhằm phòng ngừa với 11 thảm họa thiên tai tiềm tàng, trong đó có núi lửa phun trào và sóng thần. Cơ quan cảnh sát Papua New Guinea cho biết đã có ít nhất 7 nạn nhân thiệt mạng do trận động đất nghiêm trọng xảy ra ở quốc đảo Thái Bình Dương này. Các trận động đất mạnh vừa qua cũng đã gây nhiều thiệt hại về cơ sở hạ tầng như là nhà cửa, đường xá, mạng lưới giao thông, thông tin liên lạc tại một số địa phương của quốc đảo. Hoàng Ân và Minh Khánh vừa chuyển đến quý vị và các bạn những tin tức trong nước và quốc tế. Và sau đây thì biên tập viên Xuân Linh sẽ gửi đến quý vị những thông tin thời tiết. Tây Nguyên và Nam Bộ. Dự báo ngày hôm nay ở khu vực Tây Bắc và Việt Bắc còn có mưa rào và rông, cục bộ có mưa trên 60. Mưa rông tập trung chủ yếu vào khoảng thời gian đêm và sáng. Ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ cơ bản ngày hôm nay trời nắng, chiều tối có mưa rào và rông, cục bộ có mưa to với lượng mưa có nơi trên 60 mm. Cảnh báo mưa rông ở khu vực Tây Bắc và Việt Bắc có khả năng kéo dài đến ngày 14 tháng 9. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng kéo dài. Chấm dứt hợp đồng hiện nay xảy ra khá phổ biến. Theo các chuyên gia pháp lý, nguyên nhân của thực trạng này đến từ nhiều phía, có thể là do các bên thiếu ý chí tuân thủ pháp luật vì lợi ích kinh tế, hoặc cũng có thể là vì lý do bất khả kháng xảy ra. Vậy để hiểu rõ thêm về thực trạng này, mời quý vị cùng nghe những chia sẻ sau đây từ luật sư Nguyễn Thanh Hà, chủ tịch công ty luật trách nhiệm hữu hạn SB Law. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Vâng, trước tiên xin được cảm ơn luật sư Nguyễn Thanh Hà đã nhận lời tham
tham gia chương trình của chúng tôi ạ. Thưa ông, hiện nay tranh chấp phát sinh khi một trong hai bên chấm dứt hợp đồng thương mại xảy ra khá phổ biến. Vậy nguyên nhân là do đâu thưa ông? Việc tranh chấp hợp đồng là một cái tranh chấp rất là phổ biến hiện nay. Nguyên nhân thì có nhiều nguyên nhân. Tôi chỉ ra một số các nguyên nhân chủ yếu. Cái nguyên nhân thứ nhất đó là khi mà hai bên hoặc là các bên ký cái hợp đồng với nhau thì cũng không lường trước được các cái điều khoản cũng như là lường trước được các cái điều kiện để chấm dứt cái hợp đồng trước thời hạn. Vì vậy mà không có cái điều khoản này hoặc là điều khoản quy định sơ sài. Thế vì vậy mà trong quá trình thực hiện thì một bên thấy rằng là không thể tiếp tục thực hiện thì bắt đầu là đơn phương chấm dứt hợp đồng và nó sẽ dẫn đến cái tình trạng là các bên không đồng ý và dẫn đến tranh chấp. Cái nguyên nhân thứ hai là cái nguyên nhân về kinh tế. Tôi đã gặp phải trường hợp là khi mà một doanh nghiệp thấy nhu cầu là nhập khẩu cái mặt hàng thép từ nước ngoài về, tuy nhiên thì giá trong nước lại bị sụt giảm. Thế vì vậy mà doanh nghiệp đó người ta thấy là nếu nhập về với cái giá cao như thế thì bán chắc chắn là lỗ. Thế vì vậy mà họ đơn phương chấm dứt cái hợp đồng đó. Thì lý do chủ yếu là lý do về kinh tế và dẫn đến là hai bên tranh chấp phải đưa nhau ra một cái cơ quan trọng tài quốc tế để giải quyết. Một cái nguyên nhân thứ ba nữa phải theo tôi nghĩ đó là các bên thì không có cái ý chí tuân thủ hợp đồng và khi mà phát sinh những cái điều kiện mới thì họ sẽ sẵn sàng phá vỡ hợp đồng đó vì cái văn hóa kinh doanh chưa coi trọng cái chữ tín, đặc biệt là của những cái doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam hiện nay. Vậy thưa ông có thể đưa ra những tư vấn lưu ý nào cho doanh nghiệp khi mà đơn phương chấm dứt hợp đồng để tránh bị xảy ra tranh chấp ạ? Thông thường thì đối với những cái hợp đồng lớn cần có cái sự đảm bảo để thực hiện nghĩa vụ của hợp đồng. Thông thường thì các bên có một những cái điều khoản về mặt kinh tế để bảo lãnh, ví dụ như là thông qua ngân hàng để ngân hàng cấp một cái gói bảo lãnh cho cái việc thực hiện hợp đồng đó. Nếu mà một bên nào mà vi phạm đơn phương chấm dứt hợp đồng trái của quy định của hợp đồng pháp luật thì ngân hàng sẽ đứng ra bảo lãnh cái việc thực hiện hợp đồng. Thì đấy là cái biện pháp kinh tế. Và cái biện pháp thứ hai đó là cần có cái sự tư vấn tham vấn của các cái luật sư để soạn những cái hợp đồng chuẩn, trong đó thì lường trước được các cái điều khoản cũng như là các cái điều kiện để chấm dứt cái hợp đồng. Và thứ ba là dần dần thì doanh nghiệp Việt Nam cũng nâng cao cái văn hóa kinh doanh, có nghĩa là hợp đồng được coi là luật giữa các bên và cái việc tôn trọng hợp đồng là tôn trọng đối tác và đấy là cái sự tôn trọng chính mình. Thì tôi nghĩ là đấy là những cái giải pháp để chúng ta tránh cái tình trạng là vi phạm đơn phương chấm dứt hợp đồng như này. Vâng, xin được cảm ơn ông. Quý vị và các bạn thân mến, phần trao đổi của luật sư Nguyễn Thanh Hà cũng đã khép lại chương trình kinh doanh và pháp luật của chúng tôi ngày hôm nay. Trân trọng cảm ơn Bộ Tư pháp, Ban Quản lý chương trình, Tổng công ty khí Việt Nam VVGas đã hỗ trợ thực hiện chương trình. Mọi thông tin chi tiết và liên hệ quý vị vui lòng truy cập website www.kinhdoanhvaphaplut.com. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Mang đến niềm vui nhỏ, thổi phồng đam mê lớn, nâng tầm từng khát vọng, chắp cánh những ước mơ.